anh phải nhìn em đang cùng ai vươn tay cho một anh cũng lần nào một lần đôi nhịp tay em có thấy chẳng lẽ phải như thời gian ta yêu nhau ta tất cả lên tiếng đâu rồi em nói em cũng đã không như ngày sau em này đã thay đổi anh có tính cách yêu sầu em quên ngày mà tôi hứa bên chưa nào em cặp sinh đôi này giống hệt nhau à gần như vậy, người thì bị khó tiêu, người thì hay ở nóng và trào ngược dạ dày thực quản, bây giờ cả hai đều có thể dùng. Do em vẫn cứ đẹp nhất, mắt thì tròn xoe, dáng thì rắn rắn, khi mà hỏi vào yêu anh.